xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thành Tâm Audio. Thì vừa rồi em có demo cho các bác một bản nhạc Chiếc Khăn Piêu Đới Chiếc Khăn Rơi với cái sự thể hiện của ca sĩ hát nhạc quê hương Anh Thơ. Thì không biết là đối với 17.500 người đang subscribe kênh YouTube của em thì có một bác nào là cái fan của cái dòng nhạc quê hương này không? Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một bộ sản phẩm DAC mới về hàng tại shop. Bộ này thì rất là hot các bạn. Về hàng thì sẽ bán trong khoảng cùng lắm là 1-2 ngày thôi, chứ không có cái thời gian ở chơi cùng chủ shop lâu đến mức khoảng 1 tuần đâu. Đây là máy Network Audio Player NA6005. Cách đây khoảng mấy tiếng thì em có đăng tải cái phiên bản 8006 với khả năng tích hợp cả CD. Thì đây là cái phiên bản 6005 với cái sự rút gọn lại về cái cổng chơi ăn chơi CD và một vài cổng chơi khác để nó đưa ra cho chúng ta những cái cổng chơi quen thuộc đầy đủ nhất về kết nối đời mới cũng như là có mức giá yêu thương nhất. 6005 ngày hôm nay về hàng thì hàng khoảng 98-99% đầy đủ phụ kiện zin với hình thức là 13, với hình thức khoảng 99% với mức giá là 13 triệu. Vậy ở trong cái video này thì em sẽ quay cho các bác thứ nhất là hình thức này, em sẽ báo giá và em sẽ đọc những cái tính năng của cái thiết bị này. Còn về phần cài đặt kỹ thuật thì em sẽ, các bác có thể tham khảo những video cách đây khoảng chưa lâu đâu, khoảng hơn một tuần trước thôi em cũng đã có đăng tải rồi. Các bác chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể nắm bắt được cũng như sử dụng được tất cả những cái tính năng của cái đầu máy này. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ đi về cái hình thức trước. Như em đã chia sẻ với các bác thì đầu máy Mazang NA6005 ngày hôm nay về hàng chúng ta thì đẹp xuất sắc luôn, chỉ thiếu thùng xốp là hàng như mới. Các bác có thể nhìn thấy mặt trên này, đó. Mặt trước thì lát nữa em sẽ quay còn phụ kiện này. Các bác có thể nhìn thấy remote zin này, rồi dây nguồn, anten AM, FM, rồi dây AV secure, rồi catalog. Nói chung là đầy đủ hết trong một cái bó này. Cái cách kết nối của đầu máy 6005 thì các bác sẽ cắm một đường AV out tương ứng với kênh nip và ride xuống ampli này. Rồi đường quang vào này, đường quang ra này, chúng ta các bác lưu ý nhé, đường quang vào TV là ngõ bên này này. Đường mạng này, đó. Và râu sóng của anten AM và FM, rất là quan trọng. Và cái đầu máy này nó sẽ được bỏ những cái đặc điểm sau so với những cái đầu DAC thông thường. Nếu mà các bác cảm thấy các bác chơi những cổng đấy thì các bác con máy này sẽ không đáp ứng được cho các bác. Còn nếu mà các bác không chơi những cổng như thế thì con máy này đáp ứng tốt cho cái nhu cầu của bác. Rồi những cái cổng kết nối mà nó bỏ trên con DAC này đó là cái cổng coaxial, cổng đồng trục là một này. Và cổng thứ hai là cổng USB DAC, là cổng chơi từ máy tính sang. Nhưng bù lại máy Mazang NA6005 lại trang bị cho chúng ta cái khả năng thu sóng Bluetooth để chơi nhạc từ điện thoại sang và khả năng thu được cả sóng Wi-Fi, cắm được dây mạng, đọc được ổ cứng, đọc được USB và chơi được cả music server. Đó, đây là những cái đường tính năng ưu việt hơn. Nếu mà các bác không, đặc biệt là các bác khách lớn tuổi ấy, thường thì các bác sẽ không khai thác cái đường, hai cái đường đó là đường coaxial và đường máy tính. Thường là sẽ như thế. Còn những bác nào kỳ cựu về âm thanh thì sẽ thường ưu tiên cái đường từ máy tính. Còn đối với chúng ta thì đa số là chơi từ TV, ổ cứng hoặc là không dây. Đó. Thì em sẽ điểm lại những cái tính năng của cái con máy NA6005 này. Đó chính là thứ đầu tiên ấy, thì các bác sẽ chơi từ TV này. Thứ hai là các bác chơi từ USB ổ cứng mặt trước. Mặt trước thì các bác có thể nhìn thấy hình thức xuất sắc. Thứ ba là các bác chơi từ Bluetooth. Thứ tư là các bác có thể kết nối Wi-Fi để chơi AirPlay này, chơi Music Server. Đó, tới 4 cái kết nối khác nhau thì các bác có thể thoải mái lựa chọn cho mình những cái kết nối yêu thích. Và Mazang 6005 cũng có cái phần mềm để điều khiển cài đặt ở trên điện thoại cho các bác chơi nhạc một cách dễ dàng hơn. Rồi, và cái đầu máy này thì tín hiệu từ giải mã lên tới 32 bit với định dạng nhạc FLAC Lossless. Đó, bây giờ em sẽ test cho các bác nghe một bản nhạc từ cái chế độ trên TV trước. Sau đó em sẽ quay lại chế độ USB và test cho các bác một bản nhạc khác. Về cái phần kỹ thuật, tính năng kỹ thuật thì trên cái video này em cũng sẽ không đi sâu vào nữa. Tại vì là mới làm một cái video gần đây thì cũng có đầy đủ option hết. Cái video này để giới thiệu các bác cái hình thức, mức giá và những tính năng cơ bản để các bác có thể nắm rõ được trong video này. Đây là đường TV nhá. Đừng nói yêu tôi như loài chim trời giữa đôi ta từng.
đây là tín hiệu từ TV. Bây giờ chúng ta sẽ quay về tín hiệu từ USB để test cho các bác nghe một bản nhạc quê hương tiếp. Và các bác lưu ý nhá, đầu máy này được sản xuất lắp ráp cho thị trường Nhật, nguồn điện sẽ là 100V. Đó, nguồn điện sẽ là 100V.
hiệu Mazang 6005 ngày hôm nay về hàng của bên em thì với mức giá là 13 triệu các bác sẽ nhận được một đầu máy amplifier, được một đầu máy DAC với đầy đủ phụ kiện và các bác sẽ được tặng thêm một sợi cáp quang cũng như một USB chứa nhạc với dung lượng 32GB nhạc số chất lượng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.